À, chào toàn thể anh em. Đấy, thì những clip trước tôi đã giới thiệu cho anh em rất nhiều về cái máy nhận diện hình ảnh bầu cua báo rung hai mặt, máy mới nhất và cao cấp nhất hiện nay. Đấy, thì một số anh em cũng gọi điện và yêu cầu tôi làm riêng một clip để hướng dẫn cho anh em thật chi tiết, đấy, rõ ràng, đấy, từng chi tiết một, từ sạc pin này đến cách chơi, cách sử dụng. Đấy, thì là trong clip này, đấy, tôi sẽ giới thiệu cho anh em chi tiết. Thì nhân đây tôi cũng giới thiệu luôn cho anh em, thế bên tôi mới cải tiến sang cái dòng máy iPhone để cho anh em đi chơi cơ động hơn đấy, và tiện lợi hơn, ngụy trang tốt hơn anh em nhé. Đấy, thì tôi sẽ đi từng chi tiết một anh em nhé. Thì trước tiên vẫn là cái máy phổ thông đấy, máy này gọi là cao cấp nhất để chơi bầu cua bây giờ đấy. Thì cách sạc của nó anh em nhé, đấy, với máy này rất nhiều anh em hỏi là dùng sạc nào, thì báo cáo với anh em là đây là sạc chân đẹp anh em nhé. Anh em này, đấy, anh em cứ là cắm vừa lỗ là được. Đấy, đây anh em này, đấy, thì là khi đi chơi, đấy, anh em sạc trước ở nhà là 2 tiếng anh em nhé. Thì máy có thể là sử dụng được 4 đến 5 tiếng liên tục. Đấy, thì sau đây tôi sẽ đi vào chi tiết, đấy, để giới thiệu cho anh em cái cách sử dụng. Đầu tiên là anh em phải sạc trước ở nhà 2 tiếng thì máy sẽ sử dụng được là 4 đến 5 tiếng anh em nhé. Đấy, khi sạc xong anh em đúc cái máy này anh em đi chơi. Đấy, thì vì cái máy này nó rung cực kỳ là êm đấy, thì nên tôi phải để sang cái đĩa này để cho anh em cảm nhận cái nhịp rung của nó anh em nhé. Đấy, anh em này đi chơi là anh em bật nguồn. Đấy, bật nguồn này. Đấy, đấy, tắt nguồn này, bật này, bật thì máy sẽ báo rung đỏ anh em nhé. Đấy, thì lưu ý cho anh em, rất nhiều anh em hỏi là khi mình đã thu quét đấy, thì là ví dụ mình chơi là 1-2 tiếng mình muốn thu quét lại thì làm như thế nào. Đấy, thì khi anh em thu quét nhé, đấy, anh em lúc bắt đầu thu quét là anh em bật chế độ mở, khi anh em không muốn thu quét nữa thì em tắt máy thì máy sẽ về mo về không, thì anh em thu quét lại anh em nhé. Đấy, khi anh em không muốn thu quét nữa thì anh em tắt máy. Đấy, rồi anh em muốn thu quét tiếp một hột nữa hoặc là một hạt nữa thì anh em cho máy thu quét lại. Đấy, sau đây tôi sẽ đi chi tiết để giới thiệu anh em. Đấy, thì quy tắc chơi của máy này để cho nó chuẩn xác nhất. Đấy, thì ví dụ như sân chơi họ đang chơi hộp giấy chẳng hạn anh em nhé, anh em phải cho máy thu quét hình ảnh hộp giấy. Đấy, khi sân chơi họ chơi hộp xốp thì bắt buộc anh em phải cho máy thu quét hộp xốp, thì là máy sẽ nhận diện hình ảnh và báo cho anh em là chính xác tuyệt đối anh em nhé. Đấy, ví dụ sân đấy, chơi hộp nhựa chẳng hạn thì anh em cho máy thu quét hộp nhựa. Đấy, thì lưu ý cho anh em. Đấy, khi anh em đến sân chơi thì tốt nhất anh em chuẩn bị ba loại hộp. Em lấy hộp nhựa, hộp nhựa trong ngăn kéo. Đây là hộp nhựa anh em nhé. Đấy, đấy, ví dụ anh em đi chơi anh em chuẩn bị ba loại hột này anh em đúc vào trong túi. Đấy, sân chơi họ chơi hột nào đấy, thì anh em cho máy thu quét hột đó anh em nhé. Đấy, thì trước tiên đấy, để đảm bảo cho anh em cái độ xanh chín của hột anh em nhé, thì một lát nữa tôi khi tôi test xong đấy, tôi cũng là xé hột luôn cho anh em. Đây anh em này, đấy, đây là nam châm. Thì cái quy tắc mà anh em thử hột bịp thì anh em cứ cho nó là kiểm tra nam châm, thì tất cả những hột bầu cua bịp mà hít nam châm đều hít nam châm. Hột xanh chín, hột trợ là nam châm không bao giờ hít anh em nhé. Thì ví dụ hôm nay tôi sẽ cho anh em là chơi hộp giấy đi chẳng hạn anh em nhé. Đấy, tôi sẽ lấy hộp giấy này để cho máy thu quét này. Đây hộp giấy này anh em này. Thì cái luật của máy này, khi máy thu quét lần 1 thì máy sẽ báo rung 1, khi máy thu quét lần 2 thì máy sẽ báo rung 2 anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ cho thu quét con cua này. Đấy, khi thu quét con cua thì máy sẽ báo rung 1 anh em nhé. Bầu này lần 2 đấy, thì máy sẽ báo rung 2. Đấy, máy sẽ báo rung 2 anh em nhé. Đấy, thì máy đã thu quét xong thì hột này coi như là anh em không có tác dụng. Đấy, thì anh em bỏ. Đấy, thì máy đã nhận diện
và thu quét hình ảnh rồi đấy, thì là cái hột này mình không quan trọng nữa anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ lấy ba hột bất kỳ, ba hột bất kỳ này anh em này. Đấy, trước khi test đấy, tôi thử cho anh em nam châm này anh em này, một lát nữa khi test xong đấy, tôi cũng sẽ bóc cái hạt này ra để cho anh em đảm bảo độ xanh chín của nó anh em nhé. Đấy, thì là khi anh em thu quét xong này đấy, hột này tôi cũng bóc luôn này, coi như là bỏ này anh em này, hột này coi như là vô tác dụng, mình đánh hột người ta đấy, thì máy này là máy nhận diện hình ảnh đấy, thì là máy cứ nhận diện hình ảnh là có cái mảng đó ngửa lên anh em nhé, thì là máy sẽ báo rung. Đấy, thì vừa rồi tôi đã thu quét đấy, hai mặt là cua và bầu đấy, thì mặt cua thì tôi đã thu quét lần một thì nó sẽ báo rung một, mặt bầu thu quét lần hai đấy, thì máy sẽ báo rung hai anh em nhé. Đấy. Đấy, thùng bát đĩa này đấy, tôi cũng thử luôn cho anh em này. Đấy, thùng này anh em nhé, vẫn là thùng tôi hay quay này, thùng vẫn là còn dính là sơn này anh em này, đấy, để đảm bảo cái độ xanh chín cho anh em này. Đấy, thùng sơn anh em nhé, đấy, vẫn là thùng sơn này, đĩa này anh em này, đĩa này, đấy, đĩa thường anh em nhé, đĩa chợ. Hột thì một lát nữa thì tôi sẽ bóc cho anh em luôn, hột là hột chợ luôn anh em nhé, một lát nữa tôi sẽ bóc cho anh em luôn. Thì trước khi vào test tôi lại kiểm tra lại cho anh em một lần nam châm nữa anh em nhé. Đấy, thì là quy tắc khi anh em đi chơi này, đấy, anh em cứ kiểm tra nam châm của tôi là cái chính xác nhất anh em nhé. Đấy, không hít là hột thường. Đấy, bây giờ tôi sẽ sóc cho anh em. Thì vừa rồi mình đã cho máy thu quét hai mặt, đấy, mặt bầu và mặt cua. Thì mặt cua vừa nãy là mình đã thu quét lần một thì nó sẽ báo rung một, mặt bầu đấy, nó sẽ báo rung hai, thì cứ có mặt cua mặt bầu vừa lên thì máy sẽ báo rung anh em nhé. Tôi sóc cho anh em, nếu không có mặt cua và không có mặt bầu đấy, thì máy không báo rung anh em nhé. Không có cả hai mặt thì anh em có thể đánh xác suất may mắn còn khác anh em nhé, chắc chắn khi mở ra nó sẽ không có bầu và cua, đảm bảo cho anh em luôn, không có anh em này. Đấy, hai nai một gà, sóc tiếp cho anh em này, cứ có bầu có cua mở lên đấy, máy báo rung một anh em nhé. Đấy, máy vừa nãy là báo rung một đấy, thì chắc chắn đấy, nó sẽ có con cua anh em nhé. Đấy, tôi đánh sai con cua thế này đấy, thì máy này không bao giờ sai. Đấy, máy công nghệ cao. Đấy, hai cua anh em này, hai cua. Đấy, tôi sóc tiếp cho anh em tiếng nữa này, đấy, máy vẫn báo rung một anh em nhé. Đấy, máy vừa rung một chắc chắn là con cua rồi. Đấy, thì tôi sẽ mở ra. Đấy, tôi đánh 20 tỷ con cua tiếng này. Đấy, máy không bao giờ là báo sai. Đấy, cua này anh em này. Đấy, chính xác tuyệt đối luôn này. Đấy, cứ có bầu mới cua ngửa lên. Đấy, thì máy báo rung. Đấy, máy báo rung hai anh em nhé, thì chắc chắn nó còn bầu. Đấy, tôi đánh 50 tỷ bầu. Đấy, máy không bao giờ là báo sai anh em nhé, máy cao cấp và chính xác nhất 2021. Đấy, bầu này anh em này. Đấy, thì vừa rồi đấy, tôi đã thử cho anh em cái máy này là cái máy thông thường. Đấy, còn cái máy chúng tôi đã nhận diện đấy, khi anh em không chơi nhé, lưu ý anh em phải tắt đi đấy, bảo quản cái máy của mình. Đấy, giờ rồi tôi sẽ test cho anh em đấy, cái máy được ngụy trang trên cái máy iPhone anh em nhé, thì là vẫn cái sạc thông thường như tôi vừa nói này, khi em chơi em bật này. Đấy, khi là cái con chip bên trong nó sẽ báo đỏ này, đấy, báo xanh này, và anh em bật cái dưới này cho máy hoạt động này. Đấy, khi mà bật lên đấy, thì mẹ đấy, máy báo rung là máy đang hoạt động anh em nhé. Đấy, thì là anh em vẫn như thông thường đấy, tôi vẫn lấy cái hột cũ của nó, tôi sẽ lần này tôi sẽ là con
gà này, đấy, cho máy nhận diện con gà này. Đấy, gà sẽ dùng một anh em nhé. Đấy, tiếp đến là con cá này. Đấy, gà và cá nhé. Đấy, nhận diện lần hai máy sẽ báo dung hai. Đấy, khi máy nhận diện xong thì cứ có gà với cá là máy sẽ báo dung. Đấy, anh em này tôi thử luôn này cho anh em này. Đấy, coi như hột này bỏ anh em nhé. Đấy, gà này. Đấy, nó sẽ dùng một. Đấy, gà sẽ dùng một. Cá này nó sẽ dùng hai. Đấy, thì quy tắc sử dụng của nó cũng như thế anh em nhé. Đấy, thì là chúng tôi ngụy trang trên cái máy iPhone này để cho anh em đi chơi là ngụy trang tốt hơn và nó cơ động hơn và tùy của anh em. Thì cái máy iPhone này và cái máy này nó vẫn là cái tác dụng nó giống nhau anh em nhé. Đấy, thì vừa rồi tôi cũng nói luôn là tôi sẽ bóc cái hột này ra để kiểm chứng cho anh em cái độ xanh chín của nó anh em nhé. Đây, anh em này, hột giấy này. Đấy, hột giấy hột chợ. Đấy, không có tang tích gì trong này cả anh em nhé. Không có tang tích gì anh em nhé. Đấy, anh em này, không bất cứ một tang tích nào. Đấy, không tang. Đấy, tôi sẽ đưa nam châm vào. Đấy, tôi cũng là xử lý luôn anh em. Đấy, bất cứ một tang tích nào thì nam châm sẽ hít anh em nhé. Đấy, thì lưu ý cho anh em là cái máy này đấy, cũng có thể là chơi được tài xỉu anh em nhé. Đấy, tài xỉu bầu cua là chơi được hết. Thì ở clip sau đấy, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách sử dụng cái máy nhận diện hình ảnh đấy, mặt tài xỉu. Đấy, thì chúng tôi có hai cơ sở, khu vực miền Nam anh em qua bến xe miền Đông, khu vực miền Bắc anh em qua bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình. Đấy, thì anh em lên cơ sở anh em test trực tiếp đấy, cái mặt hàng này để anh em thấy cái độ hiệu quả của nó anh em nhé. Thì với anh em nào bận mà không lên được đấy, thì anh em kết bạn Zalo 0967554 để chúng tôi tư vấn đấy, và gọi hình ảnh trực tiếp, chúng tôi sẽ test hàng trực tiếp và gửi cho anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip. Chào toàn thể anh em, thì nay tôi sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho anh em cái máy nhận diện hình ảnh mặt bầu cua và báo rung hai mặt anh em nhé. Thì cái máy này nó là thiết bị công nghệ cao chúng tôi mới nhập về, là máy mới nhất 2021. Thì cách thức sử dụng như nào, và cái độ chính xác hiệu quả như nào đấy, và cách chơi như nào, thì sau đây đấy, tôi sẽ đi vào chi tiết đấy, test trực tiếp cho anh em để anh em thấy cái độ hiệu quả của nó anh em nhé. Thì khi đi chơi anh em chỉ cần duy nhất một cái máy này đấy, hột thùng đĩa là người ta không liên quan anh em nhé. Anh em chỉ cần duy nhất một cái máy này. Vì sao tôi nói cần duy nhất một cái máy này, thì bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết. Thì là khi vào sân chơi, sân chơi của họ chơi hộp xốp hoặc hộp giấy anh em nhé, thì anh em có thể là cho máy thu quét hình ảnh trước ở nhà. Và lưu ý cho anh em, cái máy này nó có thể là thu quét được hai mặt của một hột bầu cua anh em nhé. Bầu cua thì có 6 mặt, nhưng cái máy này nó chỉ là thu quét được hai mặt anh em nhé. Hai mặt bất kỳ đấy, anh em cho thu quét nó sẽ báo và nhận diện hình ảnh và có báo dung trực tiếp vào cái máy này. Thì khoảng cách từ cái máy này đến hột đấy, nó có thể là báo dung và thu quét mặt hình ảnh được 3 mét anh em nhé. Khoảng cách của nó được 3 mét đấy. Thì cái trữ lượng pin của máy này đấy, một lần anh em thu quét nó có thể chơi được 4 tiếng rưỡi liên tục anh em nhé. 4 tiếng rưỡi là máy sẽ tự động hết pin. Đấy, và cái pin sạc của nó anh em nhé, pin sạc điện thoại thông thường. Đây này anh em này, anh em khi hết pin anh em chỉ cần cắm cái cổng sạc vào đấy, là máy sạc. Một lần sạc anh em có thể chơi được 4 tiếng rưỡi anh em nhé. Và khoảng cách để nó thu quét được và báo rung được là 3 mét đấy. Và cách thức chơi bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh em luôn. Đấy, khi sân chơi họ chơi hộp xốp thì bắt buộc anh em phải là thu quét hình ảnh hộp xốp. Đấy, khi sân chơi họ chơi hộp giấy anh em nhé, thì bắt buộc anh em phải là thu quét hình ảnh hộp giấy. Đấy, khi thu quét xong
Đấy, có thể là anh em có thể thu quét trước ở nhà, hoặc anh em đến sân chơi anh em chuẩn bị trước ba loại hột mà sòng hay chơi. Đấy, ví dụ sòng đang chơi hộp xốp thì anh em có thể là ra phòng vệ sinh anh em thu quét hộp xốp, sau đó là anh em quay vào anh em chơi. Đấy, thì máy sẽ nhận diện được cái hình ảnh và báo rung về cho anh em. Đấy, sau đây tôi sẽ test trực tiếp cho anh em này. Khi đi chơi anh em bật công tắc này, khi anh em bật công tắc thì máy đang hoạt động nó sẽ báo đỏ anh em nhé. Đấy, thì tôi ví dụ ở sân chơi họ đang chơi hộp xốp anh em nhé. Đấy, thì tôi cho máy thu quét hộp xốp này. Đấy, ví dụ này. Đấy. Đấy, khi máy thu quét xong nó sẽ báo rung anh em nhé. Thì là khi máy thu quét đợt 1, lần đầu tiên, ví dụ tôi thu quét con bầu đấy, thì là khi có mặt bầu mở lên đấy, thì máy sẽ báo rung 1 anh em nhé. Tôi cho nó thu quét một con cua. Đấy. Khi máy thu quét một con cua đấy, thì máy sẽ báo rung 2 anh em nhé. Lần 1 nó sẽ rung 1, lần 2 nó sẽ rung 2. Đấy, khi máy thu quét xong đấy, thì cái hột này coi như là vô tác dụng anh em nhé, mình có thể bỏ đi. Đấy, bây giờ tôi lấy bao hột xốp này. Đấy, bao hột xốp anh em nhé. Đấy, bao hột xốp này. Đấy, thì trước khi test tôi kiểm tra nam châm cho anh em này. Đấy, ví dụ như hột hàng, đấy, hột bịt, khi anh em kiểm tra nam châm sẽ hít anh em nhé. Đấy, thì cuối video này đấy, tôi cũng bóc cái hột bầu cua này, bóc trực tiếp cho anh em thấy cái độ xanh chín của nó anh em nhé. Đĩa này anh em này. Đấy, đĩa là đĩa trọ anh em nhé. Em tắt điện đi này, anh kiểm tra hột. Hột là hột xanh chín này anh em này. Hột xanh chín luôn. Một lát nữa hột tôi sẽ bóc cho anh em. Đĩa này anh em này, đĩa cũng là xanh chín luôn anh em nhé. Thùng này, thùng này anh em này, đây là thùng sơn anh em nhé. Đấy, thùng sơn vẫn còn bắt sơn này anh em này. Đấy, tôi lấy thùng sơn này tôi test cho anh em để anh em thấy cái độ xanh chín của nó anh em nhé. Đấy, thùng sơn này anh em này. Đấy, bật đến đây. Thì sau đây tôi sẽ test trực tiếp cho anh em. Thì vừa rồi là mình đã thu quét mặt bầu và mặt cua. Đấy, thì mặt bầu mình thu quét lần 1 thì nó sẽ báo rung 1. Mặt cua thu quét lần 2 nó sẽ báo rung 2 anh em nhé. Đấy, tôi sẽ test trực tiếp cho anh em này. Sao thật thoải mái anh em nhé. Máy báo rung 2 này anh em này. Đấy, tức là nó con cua anh em nhé. Đấy, hai rung nó sẽ con cua. Tôi đánh 10 thì cua rồi anh em này. Cua anh em nhé. Đấy, chính xác tuyệt đối luôn. Tôi sóc tiếp này. Đấy, máy vẫn báo rung hai. Đấy, tức là nó có cua anh em nhé. Máy vẫn báo rung hai. Đấy, thì là trong này sẽ con cua rồi. Tôi đánh 10 thì cua này. Đấy, 10 thì cua. Đấy, máy báo chính xác tuyệt đối anh em nhé. Đấy, máy công nghệ cao. Đấy, máy không báo rung anh em nhé. Thì tức là nó không có cua và bầu. Đấy, máy không báo rung anh em có thể đánh xác suất may mắn những cái con khác anh em nhé. Đấy, không có cua và bầu anh em này. Chính xác tuyệt đối rồi, sóc cho anh em một cái nữa này. Máy báo rung hai anh em nhé, tức là nó có cua rồi. Tôi đánh 10 tỷ cua, tôi đánh Hà Nội Sài Gòn cua thế này anh em nhé, chính xác tuyệt đối luôn. Tôi sóc kỷ niệm cho anh em một chiếc nữa này, sóc kỷ niệm cho anh em một tiếng nữa này. Đấy, máy vẫn rung hai anh em nhé, tức là nó có cua rồi anh em này. Tôi đánh 50 tỷ cua này, cua này anh em này. Đấy, chính xác tuyệt đối luôn anh em nhé. Đấy, khi anh em không chơi đấy, thì anh em tắt cái thiết bị của mình anh em nhé,
đấy, để bảo quản thiết bị của mình. Đấy, sạc này pin này anh em này, đấy, lưu ý cho anh em khi anh em sạc nó sẽ chơi được 4 tiếng rưỡi anh em nhé. Đấy, thì cái máy này nó có thể là nhận diện được cả bầu cua, tài xỉu và sóc đĩa anh em nhé. Thì ở những clip sau đấy, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em đấy, cái máy này nó thu quét hột tài xỉu và sóc đĩa anh em nhé. Thì chúng tôi nhận cung cấp tất cả những dụng cụ bầu cua tài xỉu bịp, hack game trên điện thoại, anh em chơi game bầu cua hoặc là game tài xỉu, game sóc đĩa chúng tôi cũng là hack tất cho anh em. Thì ở đoạn clip sau thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh em đấy, những cái bản hack game đấy, cao cấp nhất bây giờ anh em có thể chơi được máy của mình hoặc là anh em chơi máy người ta, anh em cũng có thể là biết trước được cái kết quả đấy, trên máy người khác anh em nhé, với anh em yêu thích bộ môn game đấy, trên điện thoại anh em nhé. Thì chúng tôi có 2 cơ sở, chúng tôi có 3 cơ sở anh em nhé, 3 cơ sở chúng tôi mới mở thêm 1 cơ sở ở Đà Nẵng đấy. Thì chúng tôi có 3 cơ sở khu vực miền Nam, anh em qua bến xe miền Đông, khu vực miền Bắc anh em qua bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình, khu vực miền Trung anh em lên bến xe Đà Nẵng. Đấy, lưu ý cho anh em có nhu cầu anh em lên cửa hàng test trực tiếp đấy, và chúng tôi sẽ bảo hành cho anh em đấy. Thì với cái thiết bị này đấy, chúng tôi bảo hành 3 tháng cho anh em nhé. Đấy, thì chúng tôi dùng mỗi số điện thoại duy nhất đấy, thì anh em mua qua số điện thoại của chúng tôi anh em sẽ được đấy, hỗ trợ và bảo hành. Thì mỗi một khách hàng của chúng tôi đấy, chúng tôi có hệ thống lưu trữ anh em nhé, và khi anh em gọi đến đấy, mua hàng thì chúng tôi có hệ thống lưu trữ và bảo hành cho anh em. Cái số điện thoại là 0967554 anh em nhé, 0967554. Thì ở clip kế tiếp đây đấy, chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh em đấy, cái bản game hack. Thì sau đây tôi sẽ bóc cái hạt này đây đấy, để đảm bảo cho anh em cái độ ok của cái máy thu quét hai mặt bầu cua này anh em nhé. Bóc trực tiếp này anh em này. Đảm bảo cho anh em là xanh chín anh em nhé, hột trợ. Khi em sử dụng cái máy này duy nhất anh em chỉ cần cái máy này, anh em nhé, còn hột là của người ta, anh em chỉ cần thu quét trước đấy, cái hình ảnh ở nhà đấy, là anh em đi đến sân chơi máy sẽ trực tiếp là báo rung về cho anh em nhé. Đấy, tôi sẽ bóc rung người anh em nhé. Đây anh em này, không tăng tích anh em nhé, cực kỳ là chính xác này anh em này. Thì máy này là cái máy công nghệ cao nhất 2021 này rồi đấy. Thì là anh em có nhu cầu anh em gọi trực tiếp số điện thoại trên màn hình. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.